Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi, và hôm nay sau bạc sẽ có video giới thiệu anh em một tựa game Nhật Bản hành động có tên gọi là Lost Dungeon Relic Hunter. Con game này hình như là nó có tiếng Việt đấy anh em ạ. Và đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá tựa game nhá. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về thông tin cái game này đâu. Ồ, có tiếng Việt đấy mọi người ơi. Ồ, bây giờ mình sẽ update thêm tài nguyên một chút nhá mọi người nhá. Thì hiện tại các bạn chưa thể tải trực tiếp cái con game này ở trên Google Play App Store, mà anh em sẽ phải đi đường vòng, tức là phải cài file APK các kiểu, bởi vì là nó chưa có trên Store Việt, mặc dù nó đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Nhưng mà nếu bạn nào muốn trải nghiệm thì việc trải nghiệm nó cũng rất là đơn giản thôi. iOS cũng có, nhưng mà các bạn cũng phải chuyển đổi store sang các cái khu vực nhá. Mình cũng hy vọng con game này nó sẽ sớm có trên store của Việt Nam. Hiện tại nó chưa có, ví dụ như là ở đây mình đang chơi bản APK, mình chơi trên giả lập. Rồi, chúng ta sẽ khởi động lại trò chơi này. Đây, tên game đó là Lost Dungeon The Relic Hunter. Game có đồ họa 2D theo kiểu style manga, anime. Rồi, chúng ta sẽ vào game nha. Đây, ngôn ngữ này bạn thấy là chúng ta có tiếng Việt nhá. Rất nhiều ngôn ngữ và sẽ có tiếng Việt ở đây. Khá là ngon. Con game này sẽ là một con dạng game nhập vai hành động. Và chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đầu tiên đó là hiệp sĩ này. Lớp thứ hai đó là chiến binh. Lớp thứ ba pháp sư. Thứ tư cung thủ. Và cuối cùng đó là sát thủ. Đấy, 4 lớp nhân vật. Mình sẽ chơi cung thủ đi. Đặt tên sói bạc này. Đây, nhân vật nó làm kiểu style chibi. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Lost Dungeon The Relic Hunter này nhá. Mình cũng thật anh em là mình cũng lần đầu tiên mình tìm hiểu, mình chưa tìm hiểu nhiều. Đây, có một cái nút unlock để các bạn di chuyển điều khiển nhân vật. Nó không có auto, game này thì sẽ không có auto nhá mọi người nhá. Không có auto gì cả, mà các bạn sẽ phải điều khiển nhân vật bằng tay. Đây, chúng ta sẽ, đây nó sẽ có chỉ dẫn mũi tên này. Các bạn đi ra đây, gặp NPC. Đây, rất là nhiều người chơi khác, game này MMORPG. Play RPG, nói chuyện này. Có tiếng Việt thì chơi nó dễ hơn rất là nhiều rồi. Cái đồ họa này mình biết là nhiều bạn đã thích cái kiểu đồ họa này nhá. Nhìn nó rất là dễ thương. Và nó giống cái con game gì trên PC hồi xưa ấy. Rồi chúng ta sẽ bấm vào túi đồ này. Các bạn sẽ có phần trang bị, lắp trang bị vào. Đấy, lắp vũ khí vào nhá. Rồi chúng ta sẽ đi ra gặp David học kỹ năng. Đây chúng ta sẽ đi học kỹ năng chiến đấu. Bấm vào biểu tượng avatar nhân vật sẽ có phần kỹ năng. Đó. Sẽ cần điểm SP, tức là lên cấp thì sẽ có điểm SP và phân phối điểm kỹ năng này. Sẽ chỉ có 4 ô kỹ năng để các bạn lắp vào thôi. Rồi. Chúng ta sẽ có chế độ là thủ công và đơn giản. Ví dụ như là thủ công là các bạn sẽ nhấn và kéo giữ biểu tượng kỹ năng để tùy chỉnh vị trí phát hành, tức là kỹ năng có thể điều hướng được. Hoặc là các bạn chơi chế độ đơn giản là các bạn chỉ bấm vào kỹ năng thì nó sẽ mặc định tấn công mục tiêu gần nhất. Thì mình nghĩ là các bạn nên để cái đơn giản này này, chơi cho nó dễ. Còn nếu bạn nào hardcore hơn thì có thể chơi chế độ thủ công. Đây, 4 kỹ năng sau này nó sẽ chia nhánh ra để nâng cấp thêm kỹ năng nữa. Ồ, nói chung là kỹ năng nhân vật thì nó không có quá nhiều đâu. Rồi, nói chuyện tiếp nha. Game thì cũng có tiếng Việt này thì rất là dễ hiểu rồi. Chúng ta sẽ có phần sổ tay hướng dẫn này. Đó, đây là nếu bạn nào chưa biết thì có thể bấm vào cái phần sổ tay hướng dẫn này. Nó sẽ hướng dẫn rất là kỹ. Kỹ năng này, các thứ này, chợ, cửa hàng, rèn, đá quý. Ồ, nói chung là hướng dẫn rất là kỹ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến con đường rừng. Ồ, chính xác con game này game nhập vai thôi, cũng cả phải hành động lắm nhỉ. Chắc là có auto. Đánh bại 15 quái vật. Đấy, một dạng game nhập vai phiêu lưu thôi. Ồ, chưa có auto nên là mình sẽ phải đánh bằng tay. Mình cứ tưởng dạng game ARPG hack and slash cơ, nhưng không phải, dạng game nhập vai đâu. Ồ, nhưng mà hệ ứng hình ảnh các thứ đẹp ấy chứ. Ok, đồ họa rất là ok nha mọi người nhá, mặc dù hình ảnh 2D đâu. Game này thì nó không có auto. Mình thấy là không có auto tìm đường. Đây là quà đăng nhập các thứ thôi. Ồ. Nhặt đồ nó không có tự động nhặt đồ luôn mọi người ạ. Rồi đi ra đây nhá. Sau này chắc chắn sẽ có auto nhỉ. Chắc là chưa mở đâu. Mình nghĩ là game mobile nó phải có auto. Rồi chúng ta sẽ về này. Ủa đông đấy, quái đông đấy. Ủa đông này. Đi đến
xứ đầm lầy gì này. Ôi đông quá. Ôi mình bị quay đông quá nhỉ. Rồi lên cấp rồi mọi người ạ. Nhân quái đâu ra đông dã man con ngan luôn. À đây chúng ta sẽ đi ra đây. Đó vì game nó không có auto ấy nên các bạn phải để ý cái mũi tên màu vàng. Nó là cái mũi tên chỉ dẫn ấy. Các bạn sẽ đi theo cái mũi tên này. Đó anh em sẽ đi theo cái mũi tên này nha. Đây chúng ta sẽ đến với bản đồ đầm lầy này. Bấm vào đây để chuyển cảnh. Chúng ta sẽ chuyển cảnh ở đây. Rồi tiếp tục này. À, chúng ta lại tiếp tục đánh bại 15 quái vật. À, ban đầu thì game này cứ đi làm nhiệm vụ đánh quái thôi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi lên đây. Này nó không có tự động nhặt đồ anh em ạ. Ồ các bạn thấy là mình thấy là mình đang bật chế độ đơn giản nhá. Nhưng mà nó bắn cũng khá là ngu. Vừa rồi mình toàn bắn trượt mấy lần rồi. À, tức là các bạn phải đứng sát một chút thì nó mới có thể bắn đúng cái mục tiêu được. Biết thế chuyển sang cái chế độ thủ công á. Hơi mất công một tí thôi nhưng mà nó chuẩn. Mặc dù mang tiếng là cung thủ nhưng mà cứ phải áp sát thì mới sử dụng kỹ năng chuẩn thì chơi cung thủ làm gì cũng đúng không? Game này được ấy. Mình thấy là rất là thích cái đồ họa game này. Còn về gameplay thì chưa đánh giá được nhiều. Đây, cái này như kiểu khu vực teleport anh em. Đấy, kích hoạt khu vực teleport sau này các bạn có thể chuyển cảnh giữa các cái bản đồ nó dễ dàng hơn. À, chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt quái vật nha. Đánh con goblin đấu sĩ này. Đấy, kỹ năng rất là mạnh luôn mọi người ạ. Đây khi bạn lên cấp thì bạn anh em phải cộng điểm kỹ năng này. Cấp 6 mới mở thêm kỹ năng được. Mình này tăng cấp kỹ năng lên. Đấy, học kỹ năng các kiểu. Level 6 thì mình sẽ có thêm kỹ năng mới. Rồi level 6 này này. Mình sẽ học thêm kỹ năng mới nha. Đấy rồi các bạn hãy lắp kỹ năng mới vào. Và chúng ta sẽ học tiếp điểm kỹ năng này. Rồi, bây giờ đi làm nhiệm vụ tiếp. Thu thập... À, vẫn chưa xong nhiệm vụ này. Vẫn phải đánh tiếp ở đây. Ồ, quái nó bị đơ này. Thử xem kỹ năng này nhá. Ồ, bắn ra mũi tên. Ok. Rất là nhiều chiêu AOE anh em ạ. Đi đến nhà cũ. Chạy xuống đây. Đấy, các bạn thấy không? Kỹ năng điều hướng nó ngu dã man luôn. Thấy là cái phần tự động này nó chưa chuẩn lắm. Không biết là sau này có full auto không. Nên là chơi này hơi mỏi tay nếu không có auto nhỉ. Kiểu chơi trên mobile này hơi mỏi tay một tí. Nhưng mà game được ấy. Mình thấy là cái con Lost Dungeon The Relic Hunter này chơi rất là ổn áp. Đấy, vừa di chuyển vừa bắn được. Bắn cũng xa phết đấy. Chẳng có cái phần kỹ năng thì hơi ngu đâu. À, các bạn để điều hướng kỹ năng nhá. Kéo thả này, đó, kéo giữ này, nhưng mà nó hơi ngu ngu một tí. Rồi lại chuyển cảnh tiếp. Đây, ban đầu chỉ đi làm nhiệm vụ thôi và lên cấp dần dần thì nó sẽ mở khóa các cái tính năng mới á. Dần dần thì nó sẽ mở khóa thêm các tính năng mọi người ạ. Ở phần cài đặt này thì đồ họa 60 fps. Nói chung là nó không có tùy chỉnh gì nhiều vì về cơ bản game này nó khá là nhẹ rồi. Nhưng mà có thể tùy chỉnh là 30 FPS hoặc là 60 FPS nhé. Để 60 FPS để cho mượt. Bản đồ rất là rộng. À, vũ khí mới này. À. Ui đông đấy. Ui đồng thế. Rồi. Ô, ban đầu chỉ có đi lặp lại mấy cái nhiệm vụ. Sao cảm giác nhiệm vụ nó cứ lặp lại ấy nhỉ. Đây lại mở khóa bản đồ tiếp này. Rồi lại đi đến một bản đồ mới. Ồ cảm giác cái nhiệm vụ ban đầu game này nó cứ lặp đi lặp lại kiểu gì ấy anh em ạ. Ô con này sao lấp lánh này. Và mình thấy là nên có tự động nhặt đồ thì tốt hơn. Ở đây mình cứ phải nhặt đồ ấy. Nó không có tự động nhặt đồ. Con game này thì nó tự làm tự ăn hơi nhiều mọi người ạ. Nó không có auto quá nhiều nha mọi người nhá. Nhưng mà bạn nào mà không thích chơi game mà có quá nhiều auto thì mình nghĩ là cái con Lost Dungeon này mình thấy là ok. Đây, nhặt được cái giày này. À, cái này trang bị vào. Chuyển cảnh.
và lại tiếp tục như vậy thôi. Nói chung ban đầu game thì nó cứ lặp đi lặp lại cái phần nhiệm vụ này thì mình chưa thích lắm, nhưng mà về cơ bản thì game này cũng khá là ok. Rồi tiếp tục nha, lại đánh quậy bại quái vật thôi. Đấy thì bạn nào mà quan tâm tự game này thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải vào chơi thử con Lord Dungeon The Relic Hunter này nhá. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh AppCoB. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.